Theo thắc mắc của Cẩm Giang hồi sáng này về cái trục fix và trục pick, thì thầy hướng dẫn lại như sau. Chữ trục fix có nghĩa là nuôi. Ta trên lâm sàng ta có hypertrophy là phì đại, và các bạn hay nhầm giữa hypertrophy với hyperplasia. Một cái người cử tạ thì cái tay của họ rất là nhiều cơ, cái đó là hypertrophy. Còn một cái cơ quan mà nó có tăng sản thì ta mới gọi là hyperplasia. Một cái bú cổ goiter nó không phải hypertrophy mà nó cũng không phải hyperplasia. Trong trường hợp goiter thì nó lại lại hơi khác. Cho nên chỗ này ta giải thích rộng ra. Hyperplasia là có một cái sự tăng sinh, ta gọi là tăng sinh. Trong tăng sinh thì người ta chia làm hai, là tăng sinh lành tính và tăng sinh ác tính. Còn đối với cái goiter thì nó không có tăng sinh mà nó cũng không có phì đại, không cái goiter thì nó, người ta dịch nó là phình giáp bình giáp. Có nghĩa là nếu các bạn nhìn dưới góc độ của một cái nhà pathologist thì cái goiter nó không có hypertrophy mà nó cũng không có hyperplasia, mà nó là một cái sự gọi là các cái nang của nó phình lên, và trong đó nó các cái mucoid rồi các cái tuyến, người ta gọi nó là tuyến cận nang của cái bú giáp đó, của cái tuyến giáp đó, tuyến cận nang, thì nó tiết ra nhiều cái mucoid rồi cái chất dịch này làm cho cái tuyến giáp nó phình lên. Còn cắt nó mà nhìn với kính hiển vi đó thì không hề thấy có hiện tượng hyperplasia mà cũng không có hiện tượng hypertrophy. Còn dystrophy là loạn dưỡng. Loạn dưỡng nghĩa là ví dụ chúng ta bị gãy tay gãy chân, người ta bó bột thì sau 6 tuần ta cắt bột ra thì cái chân cái tay đó nó nhỏ hơn cái chân cái tay kia, gọi là dystrophy. Còn atrophy là teo luôn, nghĩa là một cái cơ quan nào đó, đúng rồi, mà không có mạch máu tới nuôi thì cái cơ quan đó người ta gọi nó là atrophy. Còn tropic là hướng về, ví dụ như gonadotropic hormone là hormone hướng dục. Để học cái này thì các bạn nhớ là cái hồi mà trước 6 tuần tuổi đó, trước 6 tuần tuổi đó thì cái cơ quan gonad của nam và của nữ giống hệt nhau. Tuy nhiên sau 6 tuần tuổi thì cái gonad của người nam nó sẽ biến thành tinh hoàn và nó sẽ đi xuống bụng. Còn cái gonad của người nữ nó sẽ thành buồng trứng và nó đi vào trong bụng. À, giống hệt như là chuyện Âu Cơ và Lạc Long Quân vậy đó. Cho nên từ đây các bạn phải học bằng cái từ gonad. Nó sẽ chung cả nam nữ luôn. Có nghĩa là khi ta sử dụng một chất gì đó để tăng cái hoạt động của cái tinh hoàn ở nam thì ta gọi nó là gonadotropic. Còn nếu ta sử dụng cái gì đó mà để nó tăng cái hoạt động của cái buồng trứng ở nữ thì ta cũng gọi nó là gonadotropic. Tuy nhiên ở nữ thì cái androgen của cái tuyến thượng thận lại 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 tác dụng khá mạnh về phương diện sex drive, cho nên người ta phải tính thêm cái gì mà làm tăng hoạt động của androgen ở cái vỏ thượng thận cũng cũng có tính chất của gonadotropic. Như vậy qua cái phần thắc mắc của các bạn về cái này thì tạm thời thầy sẽ làm một cái video ngắn gọn như vậy. Rồi, sau đó ta sẽ tính tiếp xem cái nhu cầu thắc mắc của sinh viên như thế nào thì ta sẽ tính tiếp.